xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt bài 72 Vần ươm và vần ướp. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần học ngày hôm nay. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Trước tiên cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần nhận biết. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một dàn mướp và những con bướm đang bay quanh dàn mướp đấy các em ạ. Và dàn mướp thì có rất là nhiều những hoa mướp này và quả mướp đang mọc ra, và những con bướm thì đang bay xung quanh dàn mướp. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Cô mời các em chú ý lắng nghe cô giáo đọc nhé. Hoa mướp vàng ươm, bướm bay rập rờn. Đây chính là câu ứng dụng tương ứng với bức tranh mà chúng ta vừa tìm hiểu. Các em thấy đây là bông hoa mướp có màu vàng ươm rất là đẹp. Và đây là những con bướm đang bay rập rờn xung quanh dàn mướp đấy các em ạ. Và bây giờ cô giáo mời các em hãy đọc theo cô. Hoa mướp vàng ươm. Hoa mướp vàng ươm. Bướm bay rập rờn. Bướm bay rập rờn. Mời các em đọc lại cả câu. Hoa mướp vàng ươm. Bướm bay rập rờn. Các em hãy chú ý và cho cô giáo biết trong câu chúng ta vừa đọc thì tiếng nào có chứa vần ươm? Các em ạ, trong câu chúng ta vừa đọc thì tiếng mướp có chứa vần ướp. Tiếng ươm có chứa vần ươm. Tiếng bướm có chứa vần ươm đấy các em ạ. Và các em hãy chú ý đánh vần cho cô tiếng sau. Mướp, mờ ướp mướp, sắc mướp. Ươm, ư ơ mờ ươm. Bướm, bờ ươm bươm sắc bướm. Hoa mướp vàng ươm. Bướm bay rập rờn. Như vậy là cô vừa cùng các em tìm hiểu xong phần đầu tiên, đó là phần nhận biết. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần luyện đọc. Cô mời các em phát âm cho cô vần sau. Ươm, ươm, ươm. Vần ươm chúng ta đánh vần như sau. Ư ơ mờ ươm. Ư ơ mờ ươm. Ư ơ mờ ươm. Vần ươm có ư ơ là âm chính, còn âm mờ là âm cuối. Ư ơ là nguyên âm đôi, do đó ư ơ được gọi là một âm, đó là âm chính. Ướp, ướp, ướp. Ư ơ bờ ướp. Ư ơ bờ ướp. Ư ơ bờ ướp. Vần ướp có ư ơ là âm chính, âm pờ là âm cuối. Âm ư ơ đứng trước, âm pờ đứng sau. Ươm, ướp. Các em hãy so sánh cho cô vần ươm và vần ướp xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, điểm giống nhau giữa hai vần này đó là vần ươm có ư ơ, đều có ư ơ là âm chính. Còn điểm khác nhau giữa hai vần này là vần ươm thì có âm mờ là âm cuối, còn vần ướp thì có âm pờ là âm cuối. Cô mời các em đọc cho cô giáo mô hình sau. Bờ, ươm, bướm. Tiếng bướm, âm bờ đứng trước, vần ươm đứng sau, thanh sắc trên ơ. Bướm, bờ, ươm, bươm, sắc bướm. Bướm, phần đầu là âm bờ, phần vần là vần ươm. Cô mời các em đọc lại. Bờ, ươm, bướm. Tiếp tục, các em hãy đọc cho cô giáo các tiếng sau. Trà ươm trươm huyền trườm. Tiếng trườm có âm trờ đứng trước, vần ươm đứng sau, thanh huyền trên ơ. Đượm, đờ ươm đươm nặng đượm. Tiếng đượm có âm đờ đứng trước, vần ươm đứng sau, thanh nặng dưới ơ.
gươm, gà ươm gươm. Tiếng gươm có âm g đứng trước và ươm đứng sau, thanh ngang. Ướm, ưa mà ươm sắc ướm. Tiếng ướm có ư ơ là âm chính, âm m là âm cuối, thanh sắc trên ơ. Trường, đượm, gươm, ướm. Các em hãy cho cô giáo biết, trong các tiếng chúng ta vừa đọc đều có điểm chung là có chứa vần gì hôm nay chúng ta học. Các em ạ, các tiếng này đều có điểm chung là đều có chứa vần ươm hôm nay chúng ta học đấy. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau luyện đọc các tiếng tiếp theo. Lượm, lượm. Là ươm lươm nặng lượm. Tiếng lượm có âm l đứng trước, vần ươm đứng sau, thanh nặng dưới ơ. Mướp, mà ướp mướp sắc mướp. Tiếng mướp có âm m đứng trước, vần ướp đứng sau, thanh sắc trên ơ. Nượp, là ướp nướp nặng nượp. Tiếng nượp có âm n đứng trước, vần ướp đứng sau, thanh nặng dưới ơ. Ướp, ưa bờ ướp sắc ướp. Tiếng ướp có âm ưa đứng trước, âm bờ đứng sau, thanh sắc trên ơ. Như vậy là các em thấy ở đây tiếng ướp là tiếng có khuyết phụ âm đầu, vần và thanh có thể tạo thành tiếng. Ở đây tiếng ướm cũng là tiếng khuyết phụ âm đầu, chỉ có phần vần và dấu thanh. Cô mời các em đọc lại các tiếng này. Trường, đượm, gươm, ướm, lượm, mướp, nượp, ướp. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng quan sát tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là con gì. Các em ạ, trong bức tranh đó chính là hình ảnh con bướm đấy các em ạ. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: con bướm, cờ on con, bờ ươm bươm sắc bướm, con bướm. Trong từ con bướm thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? À các em ạ, trong từ con bướm thì tiếng bướm có chứa vần ươm hôm nay chúng ta học đấy. Bướm, bờ ươm bươm sắc bướm. Tiếng bướm có âm bờ đứng trước, vần ươm đứng sau, thanh sắc trên ơ. Tiếp tục các em quan sát cho cô bức tranh tiếp theo. Các em hãy cho cô giáo biết trong bức tranh các em nhìn thấy đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh những chiếc ô tô đang đi ở trên đường, giao thông đi lại ở trên đường. Và đây là đường hai chiều dành cho phương tiện là ô tô. Và các em thấy là những chiếc ô tô này nối đuôi nhau đi rất là dày đặc. Và những hình ảnh mà đi đông đúc dày đặc như thế này thì người ta gọi là nườm nượp các em nhé. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: nườm nượp. Nà ươm nươm huyền nườm. Nà ướp nướp nặng nượp. Nườm, nượp. Trong từ nườm, nượp thì tiếng nườm có chứa vần ươm hôm nay chúng ta học. Tiếng nượp có chứa vần ướp hôm nay chúng ta học. Nườm, nà ươm nươm huyền nườm. Nượp, nà ướp nướp nặng nượp. Nườm, nượp. Tiếp tục các em quan sát cho cô bức tranh thứ ba. Các em hãy cho cô giáo biết trong bức tranh các em nhìn thấy đó là hình ảnh gì? À, các em ạ, trong bức tranh chúng ta quan sát được đây chính là hình ảnh một dàn mướp. Dàn mướp này có rất là nhiều quả và quả mướp rất là to, ngon. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: dàn mướp. Di an gian huyền dàn, mờ ướp mướp sắc mướp. Dàn mướp. Các em hãy cho cô giáo biết trong từ dàn mướp thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Đáp án của cô là trong từ dàn mướp thì tiếng mướp có chứa vần ướp hôm nay chúng ta học đấy. Mướp, mà ướp mướp, sắc mướp. Dàn mướp. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đọc trơn lại phần 2 nhé. Ươm, ướp, bà, ươm,
bướm, chườm, đượm, gươm, ướm, lượm, mướp, nượp, ướp, con bướm, nườm nượp, ràn mướp. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc xong vần, tiếng và từ có chứa vần ươm và vần ướp. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3, đó là phần luyện viết. Các em hãy chuẩn bị cho cô giáo bảng con. Chúng ta viết vần ươm, vần ướp, cỡ chữ nhỏ. Vần ươm gồm có con chữ ư có độ cao 1 ly. Sau đó viết con chữ ơ có cùng độ cao là 1 ly. Và viết con chữ m có độ cao cùng 1 ly. Chúng ta sẽ được vần ươm. Vần ướp, chúng ta viết con chữ ư có độ cao 1 ly. Con chữ ơ có độ cao 1 ly. Và con chữ pờ có độ cao là 2 ly. Chúng ta sẽ được vần ướp. Chúng ta bắt đầu chuyển sang cỡ chữ nhỏ từ bài trước. Do đó các em lưu ý cho cô giáo, cỡ chữ nhỏ bằng 1 phần 2 cỡ chữ to, tức là bằng nửa cỡ chữ to. Khi hạ cỡ chữ chúng ta viết bằng 1 nửa cỡ chữ to. Tiếp tục cô hướng dẫn các em viết từ nườm, nượp. Từ nườm, nượp gồm 2 chữ, đó là chữ nườm và chữ nượp. Các em viết chữ nườm trước và từ chữ nườm sang chữ nượp chúng ta cách một con chữ O. Tiếp tục các em hãy viết cho cô giáo từ ràn, mướp. Chúng ta viết chữ ràn đứng trước, sau đó cách một con chữ O chúng ta viết tiếp chữ mướp. Cô mời các em đọc lại. Ươm, ướp, nườm, nượp, ràn, mướp. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau luyện viết xong vần và từ có chứa vần ươm, vần ướp ở trong bài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc đoạn văn ứng dụng nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh các em nhìn thấy đó là những hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là một hình ảnh và một ngôi nhà rất là đẹp. Và ngoài cổng thì có những tán lá cây và cổng nhà rất là đẹp. Và có những con vật đang ở trong sân, đó là con mèo đang nằm sưởi ấm giữa sân và những con bướm đang bay lượn ở xung quanh nhà đấy các em ạ. Và đây là bầu trời vào một buổi trưa rất là nắng đẹp. Tương ứng với bức tranh này, chúng ta sẽ có một đoạn văn ứng dụng nói về chú mèo. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc và cho cô giáo biết đoạn văn này gồm có mấy câu nhé. Nắng vàng ươm như mật trải khắp sân, chú mèo mướp thảnh thơi nằm sưởi nắng bên thềm, mắt chú lim dim ra điều thích thú, mấy sợi ria mép rung rinh, đừng thấy mèo ta hay nằm dài mà nghĩ chú lười. Sưởi lắng giúp mèo dẻo dai hơn đấy. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc đoạn văn ứng dụng tương ứng với bức tranh mà chúng ta vừa tìm hiểu. Các em hãy cho cô giáo biết trong bài đọc này gồm có mấy câu. Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu xem đoạn văn này gồm có mấy câu nhé. Câu 1, từ đầu cho đến khắp sân. Câu 2, từ chú mèo cho đến bên thềm. Câu 3, từ mắt chú cho đến thích thú. Câu 4, là từ mấy sợi ria mép rung rinh. Câu 5, là từ chữ đừng thấy cho đến chú lười. Câu 6 là câu cuối cùng. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đánh vần và đọc trơn từng câu một nhé. Nờ ăn năng sắc nắng, vờ an vang huyền vàng, ư ơ mờ ươm, nhờ ư như, mờ ất mất nặng mật, chờ ai trai hỏi trải, khờ áp khắp sắc khắp, sờ ân sân, nắng vàng ươm như mật trải khắp sân.
Câu thứ hai: Trà u chu sắc chú, mà eo meo huyền mèo, mà ướp mướp sắc mướp. Thờ anh thanh hỏi thảnh, thờ ơi thơi, nờ âm năm huyền nằm, xà ơi xươi hỏi sưởi, nờ ăn năng sắc nắng, bờ êm bên, thờ êm thêm huyền thèm. Chú, mèo, mướp, thảnh, thơi, nằm, sưởi, nắng, bên, thèm. Mờ ắt mắt sắc mắt, trà u chu sắc chú, lờ im lim, giờ im dim, rờ a ra, đờ yêu điêu huyền điều, thờ ích thích sắc thích, thờ u thu sắc thú. Mắt, chú, lim, dim, ra, điều, thích, thú. Mờ ây mây sắc mấy, sờ ơi sơi nặng sợi, rờ ia ria, mờ ép mép sắc mép, rờ ung rung, rờ inh rinh, mấy, sợi, ria, mép, rung, rinh. Đờ ưng đưng huyền đừng, thờ ai thay sắc thấy, mờ eo meo huyền mèo, tờ a ta, hờ ai hay, nờ âm năm huyền nằm, giờ ai dai huyền dài, mờ a ma huyền mà, ngờ y nghi ngã nghĩ, trà u chu sắc chú, lờ ươi lươi huyền lười. Đừng thấy mèo ta hay nằm dài, mà nghĩ chú lười. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu cuối cùng. Xà ươi sươi hỏi sưởi, nở ăn năng sắc nắng, di úp giúp sắc giúp, mờ eo meo huyền mèo, giờ eo reo hỏi dẻo, giờ ai dai, hờ ơn hơn, đờ ây đây sắc đấy, sưởi nắng giúp mèo dẻo dai hơn đấy. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc xong 6 câu trong đoạn văn. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cả bài ở cả đoạn văn này nhé. Nắng vàng ươm như mật trải khắp sân. Chú mèo mướp thảnh thơi nằm sưởi nắng bên thèm. Mắt chú lim dim ra điều thích thú. Mấy sợi ria mép rung rinh. Đừng thấy mèo ta hay nằm dài, mà nghĩ chú lười. Sưởi nắng giúp mèo dẻo dai hơn đấy. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc xong đoạn văn ứng dụng của bài. Bây giờ các em hãy cho cô giáo biết trong đoạn văn trên thì những tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Các em ạ, trong bài đoạn văn này có tiếng ươm có chứa vần ươm hôm nay chúng ta học đấy. Tiếng mướp có chứa vần ướp. Tiếp tục tiếng nào có chứa vần nữa? Như vậy là chúng ta tìm thấy được tiếng ươm và tiếng mướp có chứa vần hôm nay chúng ta học. Qua nội dung mà chúng ta vừa đọc thì bạn nào cho cô giáo biết mèo mướp đang nằm sưởi ấm ở đâu? Các em ạ, trong đoạn văn cho ta thấy mèo mướp đang nằm sưởi ấm ở giữa sân đấy các em ạ. Và bên bậc thềm nhà, nằm sưởi ấm ở bậc thềm của ngôi nhà đây các em nhìn thấy. Đây chính là hình ảnh chú mèo mướp đang nằm sưởi ấm bên thềm nhà đấy. Đoạn văn nói đến những bộ phận nào trên cơ thể của chú mèo? Trong đoạn văn này thì có nói đến những bộ phận trên cơ thể chú mèo. Đó là mắt chú thì lim dim, rồi mấy sợi ria mép thì rung rinh,
Đấy, à, như vậy là à, đã thể hiện được các bộ phận trên cơ thể của chú mèo. Vậy bạn nào cho cô giáo biết sưởi nắng thì có ích lợi gì đối với mèo? À, trong bài đọc đã thể hiện cho chúng ta thấy rằng sưởi nắng sẽ giúp cho mèo dẻo dai hơn rất nhiều đấy các em ạ. À, như vậy là con mèo là con vật à, chúng ta rất là yêu quý và chúng ta có thể nuôi được ở trong nhà đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần luyện nói. Phần 5, vật nuôi yêu thích. Các em hãy quan sát bức tranh sau. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết tên của những con vật trong tranh đó là những con vật gì. À, các em quan sát thấy đây chính là hai con chó đang chơi đùa với nhau, đúng nào? Còn đây là hình ảnh chú mèo đang nằm sưởi ấm đấy. Trên đây chúng ta quan sát thấy đó chính là hình ảnh chú chuột, đúng nào? Và đây là những con vật nuôi ở trong gia đình. Con chuột thì không phải là con vật nuôi, nhưng chúng ta thấy là nó có ở trong cuộc sống của chúng ta, và con chuột là con vật có hại. Và những con vật nuôi mà chúng ta yêu thích thì em sẽ thích con vật nào, nuôi nào? À, trong những con vật này thì nếu được thích, chúng ta có thể thích đó là con mèo hoặc con chó. Còn con chuột thì chúng ta không nên thích, vì con chuột là một loài vật là chuyên đi ăn vụng thức ăn này, và là con vật có hại đấy các em ạ. Như vậy là bài học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.